Em chào mọi người ha. Hôm nay em giới thiệu với mọi người cái mã sản phẩm, nó là cái tai game 850M ha. Sản phẩm này nó kết nối qua USB nha. Nó có hỗ trợ chơi trên điện thoại Android á. Mình có thể mua thêm cái OTG để kết nối với điện thoại nha. Còn bây giờ cái mã này mình kết nối với TV với PC thì không cần cái OTG thêm nha. Kết nối dễ dàng, dễ sử dụng. Game nào có hỗ trợ tay cầm thì mình chơi được ha. Nó có hỗ trợ tay game, có hỗ trợ tay game online FIFA 4 á. Giờ cái USB mình gắn vô cái TV nha. Mở game. Chơi game con gà. Chơi game con nít. Cái này thì cả nhà mình hè có thể quay quần chơi vào mấy ngày hè ha. Mấy anh trai thì có thể chơi nhiều game hơn. Như là FIFA Online 4 nè. Game nào có hỗ trợ tay cầm thì mình chơi được ha. Kết nối vô là chơi thôi. Thụt lùi nè. Nhảy qua trái, nhảy qua phải ha. Ây da. Lo nhảy lung tung là bị máy bay đâm rồi. Lúc này. Chơi lại nha. Kết nối dễ dàng, dễ sử dụng ha. Game nào hỗ trợ thì ha, kết nối vô là chơi thôi. Đừng rây á. Dạ. Sắp tới hè rồi. Chờ mọi người sắm tay để cả nhà mình cùng chờ thời chơi ha. Rồi em chào mọi người ạ. Để biết thêm thông tin về sản phẩm á, mọi người inbox đi được hỗ trợ về kỹ thuật nha. Sản phẩm đều được bảo hành bằng tem 3 tháng á, 1 đổi 1 nếu như có lỗi từ nhà sản xuất nha.